bánh này chắc bé hai. Thôi em nướng anh nướng cùng ăn chia đều, ăn đi em cho anh vui, ăn đi em không ăn anh giận rồi nha. Tiểu Linh ơi, anh em ta chẳng mai xa cha lìa mẹ, sống cảnh rải đó mai đây cầu sương đêm có bữa đói bữa no, thiếu gạo không tiền. Biết tình sao đây với tháng sống năm dài, người ta nói đó bói ra mà quét nhà ra rác nên mấy bữa rồi không ai coi tướng coi tai gì hết hả. Tiểu My ơi, khi anh em mình trôi dạt đến nơi đây, thôi cứ phó mặc cho dòng đời đưa đây. Sống đạm bạc nhưng nguyện không làm quấy, trời đất sẽ thương cha mẹ vô tri. Thôi ăn bánh đi, em đói lắm rồi đó. Ủa, ăn thì ăn. Khổ quá, tiền mình hết rồi, mai mốt anh không biết làm ra sao nữa đâu. Thôi mà, anh đừng có than nữa, trời xanh voi xanh cỏ, lo gì. Tiểu My, anh là trai sống sao cũng được, chỉ tội cho em thân gái dặm trường. Người ta có mẹ có cha hạnh phúc trong đường. Thôi anh đừng than thân trách phận, sống trên đời phải chấp nhận rủi may. Nè, nếu thấy nghề bói quẻ này mà không xong á, thì mình có thể đi làm thuê làm mướn. Thấy em khổ anh không sao chịu được, là anh thì phải lo lắng cho em. Ủa, hai đứa tay làm gì ở đây? Đi mau, đi khỏi chỗ này coi. Anh ơi, ông ấy em đuổi kìa, mình đi đi anh. Ý, ông ấy dán cái gì kìa Tiểu My ơi? Ông dán cáo thị kìa, ông muốn muốn gia đình đó. Gia đình tức là nếu mình làm việc cho ổng, ổng sẽ trả tiền phải không? Ừ đúng rồi đó. Ông ơi, có phải ông muốn gia đình không? Chịu làm gia đình không mà hỏi. Tôi làm được. Thôi thôi đi, em không chịu đâu, làm gia đình cực khổ lắm á. Chứ mình đã hết tiền rồi, hết tiền thì đói em biết không? Nè, có làm không mà mau nói ngay, đừng có đứng đây hoài hỏi lung tung, người ta phải trả lời. Trời ơi, ông thật hết, mặt mày lại nhăn nhó. Nè, tôi có mắt gió hả, thà nằm yên một xó, không thèm làm đứa gia đình, để cho ông hả sai khiến la rầy đâu à. Đi đi mau, mày ra khỏi nơi này, thân xác sơ mà muốn được làm thầy à. Con xin lỗi ông đừng nên giận dỗi, chị nông nói em tôi làm quá đỗi, mong ông tha thứ nhất phen, tôi bằng lòng làm gia đình nhà này. Nói với thằng này phải dễ nghe không? Chịu làm rồi phải không? Dạ chịu. Chịu thì nghe đây nè, mỗi ngày phải chẻ một đống củi cao cỡ cỡ như vậy với nè, mới được ăn cơm, nghe chưa? Dạ nghe. Rồi thì gánh nước, hết gánh nước thì phải giặt 10 thao quần áo mới được ăn cơm, nghe chưa? Không nghe, không nghe. Làm gia đình cho ông với điều kiện đó hả? Chắc chưa tới ngày lãnh lương mà đã đứt hơi chết rồi đó. Tiểu My, làm hay không tùy ý cô. Đi 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 đi.
cái gì? Nói gì không được hả? Nè, tôi nói cho ông biết nghe, tôi nhìn thấy ông á, lưỡng quyền bị nám nè. Ủa? Đôi mắt thất thần nè. Ủa? Mặt không có sắc máu. Tìm cái mục rùi vừa to lại vừa lồi. Tôi biết thế nào hôm nay hả? Ông cũng gặp tai nạn cho coi. Trời đất ơi! Mày nói cái gì hả con ma đầu kia? Đừng có chạy nha, đứng lại đi. Không đứng, ông làm gì tôi? Hả? Hả? Làm gì hả? Làm, chạy theo nắm đầu mày chứ làm gì? Chạy nè, Nào. Bị té, một cái quá mạng. Ôi trời ơi, chết tôi rồi. Thấy chưa? Tôi đã nói rồi, hôm nay ông bị nạn mà, không tin tôi. Kệ tao, có nạn cũng mặc kệ tao, không cần mày nói. Ôi da, Thanh ca, cô bé này đoán vận mệnh đúng quá. Hay là mình nhờ cô ấy xem giùm Thanh ca đi. Thế vậy chứ chưa có chắc đâu. Sao ông biết không chắc? Ông là gì mà dám khinh người ta như vậy? Thôi mà Tiểu Linh đừng có nóng nảy. Xin lỗi, chúng tôi chỉ muốn cô xem giùm vận mệnh của chúng tôi thôi. Xin cô bỏ qua cho. Người xin lỗi phải là ông này mới đúng, vì ông này nói xấu em tôi. Anh Linh, huynh đệ này nói đúng. Nhưng mà trước khi tại hạ xin lỗi, cô vui lòng coi giùm bạn của tôi một quẻ. Nhưng nếu như mà quả là đúng thì tôi sẽ quỳ xuống đây tạ lỗi. Nè, ông hứa có chắc không vậy? Quân tử nhất ngôn. Được. Vì cô nương này dáng rộng đầy vẻ quý phái, xem qua tướng cô rồi không sai. Còn thơ đã quen sống nơi cung vàng, nhưng mà hiện nay còn chút tai nạn do sách hung còn mang. Dân thời đàn dương mai này tin đến mừng vui xua tan lũy phiền. Thật là thông minh cô đoán thân tài tôi thuở xưa quỳnh nương. Tại vì ăn nên đi đài, không biết ngày mai số tôi được gì. Cô ơi nói thêm lời ngay đi, bạn tôi phải chăng sẽ qua đau buồn. Tôi như tôi nghe rằng có tin mừng tin nói mau giùm đi. Bác tiền tôi trao ơn đền, mong lắm ngày vui luôn trong từng giờ. Thật tình ông đây sao chẳng nhớ lời em gái tôi vừa qua, đang lời phần quá ngon ngùa. Tiền đón rồi đây hết cơn lụy phiền. À, thì ra lúc nãy cô nương này có nói như vậy hả? Nói rõ ràng, tại ông không nghe đó thôi. À, nhưng mà cô này là cái chi chi của ông mà ông lo quá vậy? Ờ, chỉ là bạn thôi. Bạn gì vậy ông? Ờ, bạn bè. Bè gì? Anh Tiểu Linh, đừng có đùa nữa. Để anh giỡn cho vui một chút mà. Thanh ca, cô nương này nói có vẻ đúng lắm đó. Đúng thì biết bạn cô xin lỗi em tôi đi. Tôi nói thì tôi sẽ giữ lời. Thưa cô, quả tôi có mắt như là không trồng, quỳ xuống xin cô tha lỗi, mong cô bỏ qua cho. Khí khái của người thật đáng cảm phục. Tiểu mi này bội phục, xin hãy đứng lên đi. Em tôi bội phục, Tiểu Linh này cũng bội phục luôn. Tướng quân khí khái khác phàm, ấn đường đầy và rộng nữa, đôi mắt lại có thần. Có thể cho tôi mượn đôi tai xem thử không? Tráng sĩ có biết ngày sanh tháng đẻ của mình không? Cả cha mẹ ruột của tôi cũng không biết là ai, làm sao biết được ngày sanh tháng đẻ chứ? Vậy thì thật là đáng tiếc. Cô nương nói chỉ tay của ảnh có dấu tương quan là tốt lắm hả? Cái nhân mạng sao trên trời có sao của ổng đó. Tiểu mi nói nhiều, e tiết lộ thiên cơ. Cô nương đoán tôi là người có sao trên trời, vậy có nghĩa là cô nương thầm ám chỉ tôi là tướng của trời.
sai xuống phải không? Nè, em gái tôi tướng học tinh thông, khi nói ra không phải trò đùa. Ông cười có nghĩa là sao? Anh ca tôi chỉ tính vốn vui, xin bỏ qua đừng nên hờn giận. Tráng sĩ nè, tôi cần hỏi thêm, ông có nghe qua sao văn khúc võ khúc trên trời không? Hay gì sao này tôi có nghe, nhưng mà với tôi có liên hệ gì? Chuyện này hả, tôi không nói đâu. Ủa, sao vậy? Đến ngày sanh tháng đẻ của ông cũng không biết, thì chuyện này chắc cũng không có thật. Thôi thì ông cứ để tự nhiên đi. Xin cảm ơn cô nương, chúng tôi muốn đền đáp ơn này. Hai vị không phải người thường, danh lợi lại khá, tôi cũng coi không rõ lắm, thì coi như mình là bạn đi, tôi không lấy tiền đâu. Vậy xin cảm ơn hai người nha. Thôi, mình về đi Kỳ Hoa. Mong có ngày gặp lại nha.